Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Dê, mình là Mika đây. Trong đầu ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành speed test giữa hai chiếc máy Xiaomi 14 Ultra và Galaxy S24 Ultra. Rồi, không vòng vo nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết video luôn. Trước khi đi vào chi tiết video thì mình cũng xin cảm ơn Xiaomi S đã hỗ trợ mình chiếc Galaxy S24 Ultra để thực hiện video này. Mọi thông tin chi tiết các bạn cứ kích vào đường link phía dưới mô tả video để tham khảo nhé. Xiaomi S thì quá uy tín về cái khoản mà phân phối rồi là bán đồ Samsung chính hãng rồi đó không nào. Giá vừa tốt, bảo hành vừa yên tâm và chất lượng thì khỏi phải bàn. Rồi bây giờ quay trở lại với nội dung chính video thì mình sẽ show cho bạn xem là về phần đa nhiệm của các hai chiếc máy này. Không có gì cả nha. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành khởi động lại luôn. Như vậy là cả hai chiếc máy này đều đã khởi động lên, show lại một lần nữa về phần đa nhiệm này. Không có gì cả nha. Rồi. AnTuTu Benchmark 1 2 3. Ô, phản hồi trên Samsung chậm hơn này. Về mặt điểm số thì chúng ta có thể thấy rõ được cái sự chênh lệch, mặc dù là cùng một con chip nhưng mà một bên thì đánh bại tới 94% người dùng, còn một bên thì chỉ là 83% thôi. Rồi, từ game đầu tiên này, Fruit Ninja 2. Xem nhau. Hungry Shark. Ok, Advan 9. Rồi, Candy Crush Saga. Nói chung là về mặt hiệu suất trên các hai chiếc máy này thì nó đều bị bóp như nhau các bạn nhé. Đấy, nó đều bị giới hạn hết cả. ZBuds Ride. Ok, với tựa game này thì S24 Ultra đã vào trước rồi. Gangsta 4. Mortal Kombat 1, 2, 3. Hello Neighbor. Ok, Hill Climb Racing 1, 2, 3. Rồi, Assassin 1, 2, 3. Tem Run 2 1, 2, 3. Show lại cho bạn xem là về phần đa nhiệm này. Đấy, đầy đủ hết nha. AnTuTu, ok. AnTuTu ok, mình nghĩ tất cả mọi game đều ok thôi. Giống nhau hết này. Bây giờ ra 12GB thì đa nhiệm nó quá sướng rồi. Cũng không có gì để mà phải chê nữa cả. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là test AnTuTu và đo nhiệt độ luôn. Mượt phết. Nhưng mà đối với lại HyperOS thì nó vẫn có những ứng dụng bị lock bởi 60Hz các bạn nha. Những ứng dụng hệ thống ấy. Thì đây là một điểm mình thấy khá là khó chịu, như camera, rồi là như la bàn, như đồng hồ, kiểu thế. Không hiểu sao Xiaomi không tối ưu được ở cái khoản này. Toàn là những ứng dụng nhẹ thôi. Máy cũng mát lắm, là lên quanh tầm khoảng 42 độ rưỡi. À, mặt lưng là 44 độ. Đâu mới so được. 44 độ 5. Đấy.
Còn Xiaomi 14 thì là 42.5 à. Ừ, cỡ đó. Đó là những gì mà mình muốn gửi đến cho các bạn trong đầu ngày hôm nay. Ô, cả hai chiếc máy hình như là nó đã giảm độ sáng hết rồi thì phải. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.